chào mừng mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Phước Sửu đang có mặt tại dự án Novaland Phan Thiết, là một dự án rất là tiềm năng, đang là thu hút rất là nhiều lượng khách đầu tư đến tại nơi đây. Và cái vị trí Phước Sửu đang đứng là vị trí của con đường 37m kết nối trực tiếp đến cao tốc Long Thành Phan Thiết sau này. Là một cái trục đường gọi là đi về thành phố Phan Thiết tầm khoảng hơn 10 cây số, và cách là cao tốc Long Thành Phan Thiết còn khoảng hơn 10 cây số. Với cái trục đường 37m này thì hình thành lên khoảng rất là nhiều cái boutique hotel này. Trước mặt của Phước Sửu là những cái boutique hotel khoảng là 4 lầu. Với diện tích là 7x23, với những cái căn boutique hotel này thì với mức giá tầm khoảng là từ là 30 đến 35 tỷ một căn. Được thiết kế rất là đẹp, hài hòa, hai mặt tiền trước sau. Và ở đây là một cái cơ hội là kinh doanh cho những cái mặt hàng, những cái shop thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Và quý anh chị cần nhiều cái thông tin hơn về những cái boutique hotel này thì liên hệ với Phước Sửu. Sau đây thì Phước Sửu và Ngọc Minh sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái boutique hotel, là một cái dòng sản phẩm cực kỳ hot tại Novaland Phan Thiết. Và bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu tìm hiểu về Nova World, một thành phố biển tọa lạc tại đường ven biển xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tiến độ thi công ở đây thì rất là được nhộn nhịp, và đặc biệt và ở đây thì song hành đó thì sẽ có tiến độ của cao tốc Long Thành Dầu Dây cuối năm 2022 sẽ là hoàn thành rất là nhiều hạng mục. Nói đến dự án thì dự án là gọi là một siêu dự án hơn 1.000 hecta và được xây dựng thêm một mô hình resort quần thể nghỉ dưỡng với phức hợp rất là nhiều chức năng và chuẩn quốc tế, sở hữu một eo biển cực kỳ tuyệt đẹp dài đến 7 km và với 200 tiện ích lớn nhỏ trong toàn khu, thu hút rất là nhiều người quan tâm, người dân và tất cả các đầu tư nơi đây đổ về đầu tư ở và sinh sống tại thành phố biển Phan Thiết Nova World này. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu 8 phân khu mà dự án đang mở bán để quý anh chị có thể hình dung ra toàn bộ dự án nhé. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Movenpick, là một thương hiệu khách sạn của tập đoàn Accor, tập đoàn khách sạn lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất của châu Âu. Phân khu gồm 3 hạng mục được xây dựng chính là biệt thự, condotel và hotel. Villa gồm 118 căn nằm sát ngay đường bờ biển được mở bán. Khu condotel gồm 1 tòa 132 căn và một tòa với 250 phòng khách sạn theo một tiêu chuẩn quốc tế đạt chuẩn 5 sao. Tổng khách sạn gồm có 248 phòng với 2 nhà hàng, một phục vụ khách sạn cao cấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian xanh và rất là nhiều cây cỏ, hồ bơi. Điều đặc biệt chính là nét chấm phá nên làm nên cái vẻ đẹp tổng thể của cái khu nghỉ dưỡng Movenpick. Phân khu thứ hai với tên là phân khu Waikiki. Waikiki Nova Phan Thiết mang đến một sự trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời của những second home cao cấp. Đặc biệt với độ cao trải nghiệm từ bên trên có thể nhìn về hướng biển và có một công viên chủ đề rất là lớn. Công viên mang tên là Ocean Kingdom 25 hecta và công viên bờ biển Bikini Beach 16 hecta. Với các căn biệt thự tọa lạc trên địa hình cao đến 50-70m so với mực nước biển, xây dựng thêm một kiểu bậc thang và đảm bảo trải nghiệm riêng tư và biệt lập về cuộc sống. Phân khu thứ ba là phân khu Festival. Phân khu sở hữu phố đi bộ ven biển đầu tiên xuất hiện tại Phan Thiết. Phân khu bao gồm 115 căn shop house và đồng thời khu shop house cũng đã vận hành rất là nhiều căn như Lotteria Sài Gòn, Sasa, trà sữa Sinpotan, The Five Shop và rất là nhiều thương hiệu lớn đã kinh doanh trên phân khu này. Thứ tư là phân khu Florida.
1 và 2, phân khu Florida tại Nova Phan Thiết với quy mô là 109 hectare, với nguồn cảm hứng từ những ngôi nhà từ nước Mỹ, có vị trí trung tâm vừa hướng biển vừa kết nối các tiện ích vui chơi giải trí cũng như mua sắm tại đây. Kế bên là trục đường tuyến Boutique Hotel cũng như những dãy nhà hàng khách sạn sôi động. Những căn nhà phố và biệt thự được thiết kế theo phong cách của Mỹ, vừa hiện đại vừa phóng khoáng, năng động của một trung tâm du lịch. Ở đây chủ đầu tư đã hoàn thiện được hơn 50 căn nhà và đầy đủ trang thiết bị nội thất, kèm theo rất là nhiều chủ đề là xuân, hạ, thu, đông. Và phân khu thứ 5 Phước Sửu muốn giới thiệu đến mọi người đó là phân khu Boutique Hotel. Với hơn 100 sản phẩm được thiết kế đậm chất Địa Trung Hải, một trệt 4 lầu và một sân thượng, với hai loại diện tích ngang 7 dài 23 và 9 dài 23, mặt tiền rộng rãi có thể bố trí làm cửa hàng kinh doanh, văn phòng đại diện ở tầng trệt. Còn từ tầng 1 đến tầng 4 thì mỗi phòng có một thiết kế khác nhau. Tổng cộng chúng ta sẽ có 16 phòng và có thể thuận tiện để thiết kế spa, khách sạn mini, văn phòng hoặc có thể kết hợp loại hình kinh doanh cho theo theo từng tầng B&B. Khu vực sân thượng Boutique Hotel, anh chị có thể làm quán cà phê, ngắm toàn cảnh dự án và những buổi bình minh, hoàng hôn, hay ngắm quán toàn bộ công viên vui chơi giải trí 25 ha và nguyên cái dọc bãi biển 7 km của dự án Nova World Phan Thiết. Phân khu thứ 6 là phân khu Santa Monica, nằm ở ngay vị trí ngã ba giao thông giữa đại lộ Danh Vọng và con đường ven biển. Hơn 100 sản phẩm về nhà phố, shop house thương mại với cảm hứng là một cái kiến trúc nằm giữa Đại Tây Dương pha trộn với kiến trúc Địa Trung Hải, với những mái nhà giật cấp tiền sảnh và những cái váy vòm cong nhẹ trên địa thế đất rất là cao chừng đồi, và nơi giao thoa giữa của ba quảng trường biểu diễn rất là lớn tại Nova World. Và quảng trường hướng biển nhiều mô hình thương mại dịch vụ như shop house, nhiều hình thức mua sắm và những cái sản phẩm đặc trưng tại vùng miền. Phân khu thứ 7 là phân khu Bikini Beach. Phân khu là tổ hợp thể dục thể thao và một bãi biển siêu hoành tráng chào đón quý khách hàng tham gia với nhiều hạng mục và những cái biểu tượng khổng lồ. Khu thể thao ngoài trời được bố trí ở khu quảng trường biển và nhà hàng Âu Lạc Đô mang phong cách ẩm thực Brazil. Đồng thời nơi đây có sự hiện hữu của những quảng trường trung tâm rộng lớn với các hoạt động, sự kiện diễn ra vô cùng náo nhiệt để khách hàng có thể khám phá toàn khu với rất nhiều hình thức và rất là nhiều hoạt động thể thao khác được tổ chức ngoài trời. Phân khu cuối cùng mà Phước Sửu đang giới thiệu đến mọi người đó là phân khu PGA Golf Villa. Phân khu cao cấp của dự án Nova World Phan Thiết nhắm vào đối tượng doanh nhân thành đạt, chủ đầu tư bất động sản cao cấp trong sân golf, những người muốn sở hữu những không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp cho mình và gia đình. Những biệt thự và nhà phố PGA Golf Villa là những sản phẩm đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vì một vẻ đẹp rất là tự nhiên, một bên hướng sông, một bên hướng biển, một bên nhìn về những sân golf với một màu xanh bạc ngàn. Những căn biệt thự mang đến sự thiết kế hình đặc hiện đại, mặt kính lớn, tầm nhìn mở rộng, phòng khách luôn tận dụng được tối đa ánh sáng của tự nhiên, mang đến cảm giác nối liền với thiên nhiên và con người. Để có nhiều thông tin hơn về 8 phân khu của dự án Nova World Phan Thiết thì quý anh chị hãy alo theo số hotline của Phước Sửu bên dưới để cảm nhận và nắm bắt cho mình một cái cơ hội đầu tư ngay và liền tại Nova Phan Thiết, hoặc là chọn cho mình một nơi để du lịch, nghỉ dưỡng, ghé thăm Phan Thiết. Cảm ơn quý anh chị đã xem kênh. Hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.